Có bốn người đang ăn tối tại hiên của một khách sạn nọ. Jennifer đang đeo hai chiếc vòng tay bằng vàng lớn và cả nhẫn vàng trên mỗi ngón tay của cô. Maxine đang khoe khoang cái điện thoại mới cứng của anh và xem giờ trên cái đồng hồ đeo tay của mình. Connor có một hình xăm trên tay và một chiếc đồng hồ vàng chói lọi ở cổ tay. Steve không có đồng hồ, nhẫn hay vòng tay gì hết mà anh mặc một bộ vest thanh lịch và trẻ trung. Chỉ một người trong số họ là triệu phú mà thôi. Bạn có thể đoán ra đó là ai không? Chính là Steve. Anh bỏ chìa khóa xe trong túi quần và gần đó có một con xe hơi thể thao mới toang đậu kìa. Giày của Jennifer bị rách, chắc hẳn số vàng đó là đồ giả rồi. Điện thoại của Martin là hàng nhái, con giày của Connor cũng bị rách như của Jennifer vậy. Giáo viên của Mark rất tuyệt vời nhưng ông ấy cũng khá kỳ lạ. Ông không bao giờ cho Mark về nhà khi chưa giải quyết được một vài câu đố khó nhằn của mình. Đây là câu đầu tiên. Cây thích có bao nhiêu quả táo nếu mỗi cành có 5 quả táo và cái cây ấy có 8 cành? Ok, câu này đơn giản mà. Quả táo không mọc trên cây thích à nha. Câu tiếp theo khó lắm đấy, chuẩn bị tinh thần đi. Thầy giáo nói, những thành phố không có nhà cửa, những khu rừng không có cây cối và những dòng sông không có nước nằm ở đâu? Bạn có 7 giây. Câu này cũng dễ, trên bản đồ chứ đâu. Đúng vậy, giáo viên đáp. Chỉ còn một câu nữa thôi là trò được về. Ai là người mà tất cả chúng ta khi đứng đối diện đều phải cởi mũ? Mark tìm được câu trả lời ngay lập tức, chắc hẳn vì cậu bé là fan cứng của những câu đó trên Soi Sáng rồi. Bạn có thể đoán ra không? Đương nhiên, đó là người làm tóc rồi. Chứ khi bạn muốn cắt một kiểu tóc kỳ cục thì thôi. Fanny đáng thương sống với mẹ kế và ba người chị kế độc ác. Cô nàng luôn mơ rằng mình có thể đi đến buổi tiệc mừng năm mới của người mà cô ấy hâm mộ. Nhưng mẹ kế tên Ruth của cô cực kỳ xấu tính. Bà nói rằng Fanny chỉ có thể đi tới đó nếu cô thực hiện được những gì mình yêu cầu. Bà Ruth bắt Fanny mang cho bà chút nước, nhưng lại đưa cô cái dây để đựng nước. Fanny nên làm gì đây? Fanny phải làm đông nước và đặt nước đá vào dây. Về bản chất thì đó vẫn là nước còn gì nữa. Đến lúc chọn bộ đồ tuyệt vời nhất rồi. Fanny có 3 cái váy, 1 cái xanh dương, 1 cái đỏ và 1 cái xanh lá. Fanny nên mặc chiếc váy nào? Bạn có 10 giây để lựa chọn bộ đồ hoàn hảo nhất. Fanny nên mặc bộ váy màu đỏ. Nút áo trên váy xanh dương chuẩn bị rơi ra và một trong số 3 cô chị kế đã làm vấy mực lên váy màu xanh lá. Cô chị nào đã làm bẩn chiếc váy vậy? Cả 3 cô này đều xấu tính, đến lúc điều tra rồi. Fanny đã lén vào phòng ngủ của họ, 3 chiếc giường dành cho 3 chị em, Bella, chị cả, Stella, chị thứ 3 và Ella là em út. Fanny chỉ có vài giây mà thôi, hãy giúp cô ấy nào. Bạn có thể đoán ra ai đã phá hỏng bộ váy của Fanny không? Stella chính là thủ phạm. Dưới giường cô này có một lọ sơn kìa. Tất cả mọi người trên thế giới thực hiện một hoạt động nọ với cùng một tốc độ. Đó là gì? Chính là già đi. Nó bay mà không có cánh và khóc dù không có mắt. Nó là gì? Là đám mây. Bạn có thể nhìn thấy gì khi nhắm mắt? Một giấc mơ. Ok, chúng ta có đủ những câu đố ngắn và đơn giản rồi. Hãy quay lại với những câu đố khó nhằn nào. Jack và Jill đang thực hiện một thử thách. Ai trả lời đúng rồi, đối với tất cả các câu hỏi sẽ thắng. Jill rất danh ma. Cô nàng nhận ra rằng có một câu hỏi mà không ai có thể trả lời đúng rồi được. Đó là câu hỏi gì?
Câu hỏi đó là, cậu đang ngủ đấy à? Cô đã đợi cho đến khi Jack thiếp đi và hỏi anh chàng câu này. Hai người này máu chiến thật đấy. Emily và Mary đang trang điểm và chuẩn bị đi chơi tối. Họ có gu rất giống nhau, điện thoại và son môi, quần áo của họ đều tương tự. Vậy, ai sử dụng đồ đắt tiền hơn? Chính là Mary. Nhìn kỹ Emily kìa, áo của cô nàng có vẻ như đã tố cáo điều đó vì rõ ràng đây là hàng nhái. Khi Mike, 25 tuổi, anh đã buộc một dải duy băng lên cây anh đào trong vườn của ông nội anh. 10 năm sau, anh quay về để xem dải duy băng ấy cao lên bao nhiêu. Nếu cái cây cao lên 2cm mỗi năm thì sợi duy băng sẽ nằm cách vị trí ban đầu bao nhiêu? Nó không di chuyển đâu, cây mọc ở phần ngọn mà, thân cây chỉ to ra thôi. Táo xanh lá có giá 1 đô, táo đỏ có giá 2 đô, còn táo xanh dương là 3 đô. Frank sẽ mua loại táo nào và bao nhiêu quả mỗi loại nếu chúng ta biết rằng anh chàng sẽ dùng 2 tờ tiền có giá trị tổng cộng 3 đô. Frank mua một quả táo xanh và một quả táo đỏ. Anh dùng tờ 1 đô để mua quả xanh lá và tờ 2 đô để mua quả đỏ. Đúng là anh chàng có thể mua quả táo xanh dương và trả bằng 2 tờ tiền đó. Nhưng táo xanh dương làm gì có thật? Có hai ngôi nhà đang cháy. Một nhà thuộc sở hữu của Jack, anh ta là kế toán. Ngôi nhà còn lại là một dinh thự hạng sang thuộc về James, một tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Cảnh sát nên dập đám lửa nào trước? Cảnh sát không dập lửa. Một ông lão u sầu chào Freddy trong lâu đài. Freddy mong rằng ông sẽ cảm ơn anh vì đã mang con mèo về. Nhưng ông đột nhiên cười gian ác và khóa mọi lối ra. Sau đó ông nói, nếu anh hoàn thành 3 nhiệm vụ mà tôi giao cho, anh sẽ nhận được 1 triệu đô. Nhưng nếu thất bại, anh sẽ ở lại lâu đài của tôi mãi mãi. Đây là nhiệm vụ đầu tiên. Hãy giúp tôi tìm chiếc mắt kính trong đống rau củ này. Bạn có thể giúp Freddy chứ? Nó ở đây. Nhiệm vụ tiếp theo của ông già là điều chế một lọ thuốc và làm theo thứ tự đúng. Ông đưa cho Freddy công thức này. Bạn có thể giúp anh ấy được không? Trước hết, bạn phải cho cà ri. Sau đó cho quả việt quất vào để lọ thuốc có màu xanh lá. Cuối cùng, cho cà chua vào để lọ thuốc có màu nâu. Còn những loại rau này thì Freddy không cần. Nhiệm vụ thứ ba là tìm một cuốn sách trong căn phòng bừa bộn này. Bạn có thấy nó không? Nó bị nhét nửa trong nửa ngoài vào cái sofa kìa. Ông già đưa tiền cho Freddy và chỉ anh lối ra rồi biến mất. Nhưng khi Freddy rời đi, anh nhận thấy cửa đã bị khóa. Nó có khóa số. Freddy tìm thấy ghi chú bí ẩn này gần đó. Anh phải đoán đúng, nếu không anh sẽ bị nhốt trong một thời gian dài. Mật mã nào sẽ mở cửa? Hai, ba, sáu, một. Các số lẻ tương ứng với số vòng tròn xuất hiện trong dãy số đứng đằng trước. Bây giờ, Freddy đã được tự do. Ngay sau khi Freddy ra khỏi lâu đài rùng rợn, anh quyết định nghỉ việc và đi du ngoạn khắp thế giới. Trước tiên, anh đi máy bay đến Tây Ban Nha. Trên máy bay, anh gặp Gloria. Anh hỏi cô đến từ đất nước nào. Thay vì trả lời, Gloria cho anh xem câu đố này. Bạn có đoán được đó là nước nào không? Đúng rồi. Cô ấy đến từ Ireland. Sau đó, Gloria hỏi Freddy đến từ đất nước nào và anh cho cô xem câu đố này. Bạn có đoán được đất nước của anh không? Là Cuba.
Freddy hạ cánh ở Madrid và đi dạo. Anh đã không đặt khách sạn trước, vì vậy anh đi loanh quanh trong thành phố và tìm kiếm một nơi đẹp để ở. Đột nhiên Freddy nhìn thấy khách sạn nho nhỏ dễ thương này và bước vào. Sai, quá sai. Tại sao nhỉ? Bạn thấy con zombie chỗ cửa sổ chứ? Nơi này có vẻ không an toàn. Freddy vừa bước vào khách sạn rùng rợn là cánh cửa đã đóng sầm sau lưng anh. Anh nhìn thấy ba cánh cửa có thể trả tự do cho anh. Những con nhện độc đang bò sau cánh cửa đầu tiên. Phía sau cánh cửa thứ hai là những mũi tên bay ngang đầu. Và sau cánh cửa thứ ba có một lỗ đen. Freddy nên chọn cửa nào? Bạn có thể giúp anh trốn thoát không? Anh nên chọn cánh cửa thứ hai. Anh ta có thể bò dưới những mũi tên. Sau chuyến phiêu lưu của mình, Freddy quyết định ăn trưa tại quán cà phê. Nhưng chắc chắn là có điều gì đó không ổn ở đây. Bạn có biết đó là gì không? Nhìn cửa sổ này này, quang cảnh đường phố đang lộn ngược. Người phục vụ đến chỗ Freddy để gọi món cho anh, nhưng đột nhiên, người phụ nữ ở bàn bên cạnh hét lên: "Giúp tôi với, ai đó đã bỏ rán vào món súp của tôi." Quản lý quán cà phê đã thẩm vấn ba người đáng nghi. Người đầu bếp nói anh vẫn nấu món súp như thường lệ. Món ăn ấy vẫn ổn khi anh đưa nó cho người phục vụ. Người phục vụ nói anh không làm gì món súp, anh chỉ mang lên cho người phụ nữ rồi chuyển sang khách hàng khác là Freddy. Chồng của người phụ nữ nói: "Tôi đã không ở đó khi vợ tôi lấy súp. Tôi đang rửa tay trong toilet. Bạn có biết ai là người có lỗi không?" Không ai cả. Nhìn lên trần nhà kìa, những con gián đã bò khỏi ống thông gió, rồi sau đó vài con rơi vào món súp của người phụ nữ. Freddy dùng một ứng dụng đặc biệt để thuê một căn hộ sang trọng ở Madrid. Anh tìm thấy ba lựa chọn mà anh ấy rất thích. Mariana có một studio 2 tầng ấm cúng với tầm nhìn rất đẹp. Diego có một căn penthouse gần công viên. Còn Camila đã có một căn biệt thự công nghệ cao. Freddy nên chọn phương án nào? Mái nhà kính của căn penthouse này bị nứt, rất không an toàn. Đối với lựa chọn thứ ba, bạn thấy tháp Eiffel chứ? Biệt thự công nghệ cao của Camila ở Paris, không phải ở Madrid. Freddy nên chọn căn studio. Freddy mời Mariana đi dạo công viên. Họ đã đi bộ rất lâu và thấy mệt. Họ quyết định nằm xuống bãi cỏ nghỉ ngơi. Một tiếng sau, Freddy thức dậy, nhưng Mariana đã biến mất. Freddy bắt đầu tìm cô. Nửa giờ sau, anh rơi xuống một cái hố lớn. Trời bắt đầu mưa. Freddy nhận ra cái hố sắp bị ngập. Chuyện này thật khủng khiếp vì Freddy không biết bơi. Anh tìm thấy một số thứ trong hố, một sợi dây, một quả bóng và một cái xô. Làm thế nào Freddy có thể thoát ra? Quả bóng sẽ nổi lên trên bề mặt và Freddy cũng vậy nếu anh bám lấy nó. Freddy tiếp tục tìm kiếm Mariana. Anh tình cờ đi qua lâu đài của một phù thủy. Phù thủy đã bắt cô gái và biến cô thành một con ếch. Freddy phải giúp cô. Anh và chú ếch Mariana tìm thấy cuốn sách điều chế thuốc của phù thủy. Nó viết về tất cả các loại thuốc giải độc cần thiết. Nhưng trước tiên, hai người cần tìm hiểu xem phù thủy đã sử dụng loại thuốc nào cho Mariana. Freddy xem qua cuốn sách. Công thức đầu tiên gồm một lát bí ngô, một lát táo xanh, một miếng cam và nửa quả kiwi. Công thức thứ hai cần một cánh hoa cúc, ba tép tỏi và nửa quả táo đỏ. Lọ thứ ba chứa một miếng cam, một tép tỏi, một vỏ chuối và một cánh hoa cúc. Phù thủy đã sử dụng lọ thuốc nào? Hãy xem các thành phần trên kệ, chúng phù hợp công thức thứ ba. Freddy đã giúp Mariana trở lại thành người. Phù thủy rất tức giận và nhốt Freddy vào tù. Anh rất tuyệt vọng. Anh không biết làm cách nào để trốn thoát. Đột nhiên, một người đàn ông đáng sợ mở cửa và nói: "Nào, tôi sẽ giúp anh trốn thoát."
Freddy đi theo anh ta, nhưng anh trượt chân, ngã xuống đất và bị đập đầu. Freddy tỉnh dậy trong một cái hố. Anh không nhớ mình đã đến đó bằng cách nào. Nếu đi sang trái, anh sẽ ở trong phòng tắm. Nếu đi bên phải, anh sẽ phải chui qua một đường hầm chứa đầy chất thải độc hại dẫn ra ngoài. Freddy nên chọn đường nào? Freddy nên đi bên phải. Nếu chọn hành lang bên trái thì anh sẽ lại vào tù. Nhìn kìa, phòng tắm này nằm trên lãnh thổ của nhà tù. Freddy trốn thoát, đi tắm và gọi ngay cho Mariana. Phù thủy nhấc máy và nói, tôi đã tạo ra đủ số bản sao xấu xa của Mariana. Tôi không cần cô ta nữa, giờ anh có thể đưa cô ta về nhà. Freddy vội quay trở lại lâu đài của phù thủy và nhìn thấy bốn Mariana. Bạn có thể giúp anh tìm đúng người không? Mariana này có móng vuốt thay vì móng tay. Cô ta trông giống như người sói. Cô này có tai và răng rất nhọn, có lẽ là macaron. Người phụ nữ này có vẩy trên mặt. Cô ta là nàng tiên cá. Vì vậy, Mariana thật ở đằng kia. Gần đây, sự sụp đổ không thời gian đã xảy ra tại một trong những thiên hà xa xôi nhất vũ trụ. Đó là con mắt tê giác. Một nhóm các nhà khoa học vũ trụ đã vô tình tích hợp máy đánh giá siêu trọng vào một bộ điều nhiệt bản không gian. Sao có thể nhỉ? Nói đơn giản là ai đó đã đặt một cỗ máy thời gian trông giống một chiếc điều khiển tivi bên trong một thiết bị dịch chuyển tức thời trông giống chiếc máy giặt. Vì vậy, hiện tại có hàng chục điểm dị thường không thời gian xuất hiện trên khắp thiên hà kia. Bạn là người đứng đầu đội an ninh vũ trụ, nhóm sinh vật hình người với đầu chó cao cấp này giám sát trật tự trong vũ trụ và giải quyết tất cả các loại vấn đề liên quan đến sao và các dị thường không thời gian. Bây giờ bạn phải giải quyết hậu quả của sự cố hôm nay, ngày mai và hôm qua với nhóm của mình, cũng như tắt cỗ máy dịch chuyển thời gian. Bạn lên con tàu thiên khuyển của mình và bắt đầu một hành trình nguy hiểm. Điểm dừng đầu tiên là hành tinh Thăng. Ở đó, tất cả các dạng sống thông minh và không thông minh đều di chuyển theo chiều thẳng đứng. Tất cả con người, động vật và sinh vật thú vị khác chỉ đi lên và leo những cầu thang dài vô tận. Đó là nơi một vật thể ngoài hành tinh đến từ thiên hà và thời gian khác xuất hiện. Tìm một thứ hoặc một người không thuộc về thế giới này nhé! Nhìn kia! Có một con ốc sên đang bò dọc theo thang dây đó, nhưng nó bò theo chiều ngang. Bạn cho con ốc vào lọ và sẽ đưa nó về nhà. Đó là hành tinh Slim. Điều ngạc nhiên là con ốc sên có thể nói được. Nó nhờ bạn giúp đỡ. Một con quái vật vô danh đã xuất hiện trên hành tinh của nó và đang khiến tất cả cư dân ở Slim khiếp sợ. Bạn đồng ý giúp đỡ và bay đến hành tinh của ốc sên. Chỉ có ốc sên và sâu bướm sống ở đó. Toàn bộ thế giới được bao phủ bởi một lớp chất nhơn dày. Bạn nhìn thấy những con ốc sên lớn nhỏ, thậm chí có vài con lớn bằng cả một tòa nhà chọc trời nữa. Nhưng cũng có một người ngoài. Hãy nhìn kỹ xung quanh và tìm kẻ mạo danh nhé. Trong số những vỏ ốc, bạn thấy vỏ của một con cua ẩn cư lớn. Nó trông giống tất cả những vỏ ốc khác. Nhưng có một cặp càng nhô ra. Bạn tạo ra một trường lực xung quanh con cua và đưa nó đến tàu của bạn. Nhiệm vụ đến đây là xong. Những con ốc sên rất biết ơn bạn. Nhiệm vụ tiếp theo của bạn là cứu hành tinh Thanh Khuẩn. Đây là hành tinh vô trùng nhất trong toàn bộ vũ trụ. Không có bụi bẩn, vi sinh hay vi khuẩn ở đó. Tinh thể bay một mắt, sống trong thế giới vô trùng thuần khiết này. Chúng không thể nói chuyện vì không có miệng, nhưng chúng giao tiếp bằng ngoại cảm. Não bạn nhận được tín hiệu từ chúng. Các tinh thể đang cần sự giúp đỡ. Một thiên thạch khổng lồ đang đến hành tinh Thanh Khuẩn và bạn cần phải phá hủy nó. Bạn không thể hạ cánh trên hành tinh này vì bạn có thể mang vi khuẩn đến. Thay vào đó, bạn tiếp cận tiểu hành tinh và quét thành phần của nó. Bạn phát hiện ra nó đến đây từ một vũ trụ song song và có chứa đường. Bạn nói với các tinh thể chúng không cần phải lo lắng và bay khỏi tiểu hành tinh mà không cần làm gì cả. Sao bạn lại chắc chắn không có gì xấu xảy ra với nơi đây?
tiểu hành tinh đường sẽ tan chảy và bốc cháy trong bầu khí quyển của hành tinh này chỉ trong vài giây. Bạn phát hiện ra một vị khách từ tương lai đã xuất hiện trên trái đất chính. Công nghệ trên hành tinh này không phát triển, ngay cả động cơ hơi nước cũng chưa được phát minh nữa kia. Vì vậy, bạn quyết định bí mật thực hiện nhiệm vụ. Bạn đến cánh đồng và nhìn thấy ba người nông dân. Họ đi trên đất đã cày xới và gánh rau. Một trong số họ đến từ tương lai. Là ai vậy? Nhìn kìa, anh chàng đó đang dùng một chiếc túi ni lông. Bạn đưa người này về thời đại của anh ấy và chuẩn bị bay đi. Nhưng sau đó bạn nhìn thấy một điều kỳ lạ. 3 tỷ người sống trên trái đất chính. Lẽ ra tất cả phải trông khác nhau, nhưng vì lý do nào đó họ giống hệt nhau về ngoại hình. Bạn thấy có 3 tỷ nông dân làm việc trên một cánh đồng rộng lớn. Bạn có khứu giác tốt và bạn cảm thấy cư dân của hành tinh này không phải là con người. Họ không có mùi gì cả. Hãy nhìn đội quân nông dân này và xem họ là ai nhé. Đó đều là ảnh ba chiều, một trong những người nông dân đang nhấp nháy, phải không? Nhưng tại sao có người lại tạo ra một ảo ảnh quang học lớn như vậy nhỉ? Vào lúc này, tất cả nông dân, đất đai, cây cối và cỏ bắt đầu nhấp nháy. Toàn bộ thế giới xung quanh bạn biến mất. Bây giờ bạn đang ở trong một căn phòng nhỏ màu trắng. Khuôn mặt bạn biến thành mặt người, miệng bạn bị băng kín nên không nói được. Bộ đồ không gian của bạn biến thành một chiếc áo sơ mi màu xám. Cánh cửa mở ra và một anh chàng mặc áo khoác trắng bước vào. Anh ta đưa bạn một cây lau nhà và một xô nước. Vệ sinh phòng đi, anh nói và rời đi. Bạn không nhớ bạn là ai hoặc đến đây bằng cách nào. Bạn phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước tiên, bạn cần biết mình trông như thế nào đã. Sao bạn có thể biết được khi đang ở trong một căn phòng màu trắng và không có bất kỳ bề mặt kính, gương hay cửa sổ nào? Hãy nhìn vào nước trong xô, bạn sẽ thấy được hình ảnh phản chiếu. Bạn nhìn vào mặt nước, mọi thứ đã rõ ràng. Cửa mở, bạn ra khỏi phòng và đi dọc một hành lang dài cùng với người lính canh lúc nãy. Bạn đi ngang qua một căn phòng nơi những người khác mặc áo xám đang ngồi. Bạn bước vào nhà ăn, người đầu bếp đổ cho bạn một ít nước và đưa bạn một cái bánh donut màu hồng. Bữa trưa đấy, anh ta nói. Lính canh tháo băng ra khỏi miệng bạn. Bạn cắn chiếc bánh rán. Nó không có vị gì cả. Lúc này bạn nhận ra mọi thứ xung quanh đều là ảo giác. Bạn đang ở trên hành tinh thanh khuẩn, dưới ảnh hưởng từ ngoại cảm của những cư dân ở đó. Nhưng làm thế nào bạn biết được chuyện này? Khi nhìn hình ảnh phản chiếu trong xô, bạn thấy khuôn mặt thật của bạn. Đó là khuôn mặt của một chú cún. Mọi thứ xung quanh đều quá sạch sẽ và vô trùng. Và bánh donut không có mùi vị gì. Tinh thể không biết mùi vị là gì nên không tạo ra được. Chúng muốn nghiên cứu cơ thể bạn để xây dựng hệ miễn dịch cho chúng và phá hủy thiên hà. Bạn đã biết kế hoạch bí mật của chúng, nhưng làm sao bạn có thể thoát khỏi đây ta? Cách duy nhất là sử dụng vi khuẩn. Nhưng bạn có thể lấy vi sinh vật ở đâu trên một hành tinh hoàn toàn vô trùng chứ? Nhận một nhiệm vụ nữa, đó là tổ chức một buổi hòa nhạc tại câu lạc bộ jazz. Ở đó, cô đã gặp 6 nhạc công. Và tất cả bọn họ đều có hình xăm trên vai. Họ bảo Wendy đoán xem ai là người cuối cùng gia nhập nhóm. Bạn có thể giúp cô ấy giải câu đố này không? Họ dùng các chữ cái theo thứ tự bảng chữ cái A, B, C, D, E. Vì vậy, tay trống này là thành viên mới nhất của ban nhạc vì hình xăm của anh ấy có chữ cái F. Sếp của Wendy đưa cho cô một phong bì đựng tiền và nhờ cô gửi tới Dan. Wendy hỏi, nhưng làm sao để tôi nhận ra anh ấy? Sếp nói rằng Dan đội một chiếc mũ màu đỏ. Wendy bước vào phòng hòa nhạc, bên trong hết sức đông đúc và Wendy nhìn thấy nhiều người đội mũ đỏ. Bạn đếm được bao nhiêu cái mũ đỏ? Tám cái. Nhưng ai trong số những người này là Dan nhỉ?
không phải anh chàng có chữ Dan trên áo thun đâu. Và cũng không phải anh chàng có hình xăm Dan. Dan thật ở đây này. Hãy nhìn bảng tên của anh ấy đi. Nó ghi là Dan. Bảng tên của những anh chàng còn lại có tên khác. Sáng sớm sau buổi biểu diễn, Wendy uống một tách cà phê nhưng cảm thấy khó chịu trong người rồi ngất lịm đi. 10 phút sau, cô tỉnh dậy trong một tầng hầm kỳ quái. Có 4 cánh cửa sẽ đưa cô đến nơi tự do hoặc tới chỗ bẫy. Phía sau cánh cửa đầu tiên có những con rơi đang đói. Đằng sau cánh cửa thứ hai là những con cáo bị dại. Sau cánh cửa thứ ba là nhện có độc. Và đằng sau cánh cửa thứ tư là những con rắn độc. Wendy nên chọn cửa nào? Cô ấy nên chọn cửa đầu tiên. Rơi là động vật sống về đêm, chúng ngủ vào ban ngày. Vào hôm sau, Wendy nhận được bà Shelley giao việc. Bà Shelley là chủ của một cửa hàng bán tranh nhỏ và cần giúp đỡ trong việc phân loại sơn theo màu sắc. Không may là con mèo của bà ấy đã trộn lẫn các tuyết sơn lên. Bạn có thấy màu nào khác những màu còn lại không? Đây này. Còn những tuyết này thì sao? Có phải tất cả đều giống nhau không? Không, màu sơn số 2 và số 6 khác nhau. Bạn có thể giúp Wendy phát hiện ra màu khác biệt ở đây không? Màu sơn số 1 đậm hơn các màu còn lại một chút. Còn hộp này thì sao nhỉ? Những màu này giống nhau. Hãy quan sát hộp này. Có tuyết sơn nào không thuộc về nơi đấy không? Màu này hơi khác một chút. Còn những tuyết sơn này thì sao? Có phải tất cả đều giống nhau không? Không, sơn số 1 và số 2 khác biệt. Và cuối cùng là cái hộp này. Bạn có thể nhìn thấy tuyết sơn khác biệt không? Tuyết số 8 hơi khác đấy. Wendy được nhận vào làm quản lý trong một siêu thị. Cô phân công Vicky và Fiona làm cả đêm. Họ phải thêm hàng thực phẩm lên kệ tại một siêu thị 24 giờ trong trung tâm thương mại. Ban đầu, hai cô gái rất ngại đi qua khu mua sắm tối tăm và vắng vẻ để đến siêu thị. Nhưng sau một thời gian, họ cũng quen dần. Một lần, Wendy đến lúc 3 giờ sáng để kiểm tra bọn họ. Cô thấy quầy thu ngân đang mở và mất sạch tiền. Wendy chỉ hỏi hai cô gái một câu. Các bạn đã làm gì khi tên cướp đến đây? Vicky nói, mấy kệ snack khoai tây gần hết hàng rồi nên tôi đã đến nhà kho để lấy thêm. Nhưng có người đã sắp xếp lại tất cả các hộp. Tôi mất tới 15 phút mới tìm được đúng loại. Lúc quay về tôi đã thấy mất tiền rồi. Fiona kể lại, tôi bày xong khu của mình rồi nên đã đi dạo mua sắm trong trung tâm thương mại. Lúc đi tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra. Bạn có đoán được kẻ trộm là ai không? Là Fiona. Vụ cướp xảy ra vào ban đêm. Tất cả các quầy hàng khác đã đóng cửa rồi. Vậy thì cô ấy đi mua sắm kiểu gì? Vì bại lộ nên Fiona liền bỏ chạy khỏi siêu thị. Wendy quyết định tự mình điều tra vụ này. Hóa ra Fiona có 4 người bạn. Wendy biết chắc rằng Fiona đang trốn ở nhà của một người bạn. Vì không phải là cảnh sát nên Wendy không thể xin được lệnh khám xét nhà của bọn họ. Tuy nhiên cô ấy có thể điều tra tài khoản Instagram của những người này. Hãy quan sát các bài đăng mới của họ. Bạn đã đoán được ai đang che giấu Fiona chưa? Người này không ở một mình. Hãy nhìn bàn tay ở đằng kia kìa.
Bạn có nhận ra màu xương móng tay của Fiona không? Bắt được rồi nhé. Chủ siêu thị đã tặng Wendy một khoản tiền vì đã bắt được tên tội phạm. Bây giờ cô ấy có thể đi du lịch ở châu Á rồi. Hãy giải câu đố này để biết được quốc gia mà cô ấy sẽ đến đầu tiên. Đúng rồi, đó là China hay Trung Quốc. Và cô ấy sẽ đến thăm đất nước nào sau khi thăm thú xong Trung Quốc? Japan hay Nhật Bản? Và rồi Wendy sẽ bay tới đâu? Đến Singapore. Tốt lắm. Wendy đã tới sân bay. Đột nhiên, nhân viên bảo vệ sân bay khóa cửa lại và cô nghe thấy thông báo: quý khách xin lưu ý, một tên tội phạm nguy hiểm đã trốn thoát và đang trốn bên trong tòa nhà. Xin hãy bình tĩnh và cẩn thận. Sân bay sẽ hoạt động trở lại ngay khi chúng tôi tìm được hắn. Wendy quyết định đi vào phòng vệ sinh nữ. Vừa bước vào đó, cô đã gọi điện cho an ninh sân bay. Tại sao? Hãy nhìn cái bóng này, tên tội phạm đang trốn trong buồng thứ hai. Tên tội phạm đã bị bắt và Wendy có thể tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Cô gái làm thủ tục và đi tới cổng. Trên máy bay, một anh chàng đẹp trai tên là Chuck đã đến gần cô và nói rằng cô đang ngồi ghế của anh ấy. Wendy cho anh ấy xem thẻ lên máy bay của mình và bảo rằng anh ấy nhầm rồi, nhưng Chuck không chịu. Ai đúng nhỉ? Wendy. Số ghế của Wendy là 16Y và thẻ lên máy bay của Chuck có số 19Y. Anh ấy chỉ đang nhìn ngược số mà thôi. À ha, hôm nay giấc mơ của Peter và Chuck đã trở thành hiện thực. Họ đã tạo thành công một ngôi nhà di động. Giờ đây, họ đã sẵn sàng cho hành trình mà họ đã lên kế hoạch từ lâu qua những địa điểm huyền bí trên khắp đất nước để quay vlog. Nhưng trước tiên, họ phải đóng gói đồ đã. Có 3 cái thùng, nhưng hai người chỉ có thể lấy một thùng thôi. Họ nên chọn thùng nào? Thùng đầu tiên. Hãy nhìn hình phản chiếu trong gương. Thùng thứ hai trống rỗng và thức ăn ở thùng thứ ba đã hỏng. Vài con gián cũng đang bò lung tung kìa. Có lẽ không phải là những người bạn đồng hành tuyệt nhất trên đường trường. Dì Sarah của Peter đưa cho hai anh chàng 3 chiếc mền nhiều màu sắc cho chuyến đi. Cô ấy nói rằng mình đã tự tay làm cả 3 chiếc, nhưng thực ra chỉ là xạo thôi. Sự thật là cô chỉ làm một chiếc và mua 2 chiếc kia trên mạng. Sarah đã rất xấu hổ khi thừa nhận điều đó vì cô ấy nổi tiếng với việc tự tay may vá mọi thứ. Bạn có biết chiếc mền nào được làm thủ công không? Chiếc thứ ba. Hãy nhìn miếng vải này, nó giống hệt váy của Sarah. Cô ấy may hai món đồ này bằng cùng một cuộn vải. Cuối cùng, Jack và Peter lên đường. Họ đi tới địa điểm đầu tiên, một thư viện hoang trên một ngọn đồi. Những người theo dõi đã kể cho hai anh chàng nghe nhiều câu chuyện ma quái về nơi này. Nhưng các vlogger của chúng ta tỏ ra nghi ngờ và muốn tự mình khám phá tòa nhà. Họ đi dạo quanh thư viện, quay video và chụp ảnh lại ngay, nhưng họ chẳng thấy bóng ma nào cả. Khi quay lại nhà di động và xem qua các bức ảnh, họ đã hoảng hồn và khóa tất cả các cửa lại. Họ nhanh chóng rời khỏi nơi đáng sợ này. Điều gì đã khiến họ sợ hãi đến vậy? Cả hai người họ đều có mặt trong ảnh, nhưng nếu thế, ai đã chụp ảnh? Hai anh chàng đã dừng lại ở một tiệm cà phê địa phương để thưởng thức đồ uống nóng. Vừa bước vào tiệm, Peter đã vớ lấy camera và bắt đầu quay hình. Tại sao vậy? Có một con ma nè.
Hai chàng trai gọi sandwich, nhưng nhân viên pha chế Fiona phải chuẩn bị các đơn đặt hàng trực tuyến trước. Vì vậy, cô bảo hai anh chàng chờ một lúc. Fiona cắt một ổ bánh mì thành 4 lát trong 12 giây. Cô ấy cần bao nhiêu thời gian để cắt ổ bánh mì đó thành 5 lát? Để có được 4 lát bánh mì, cô ấy phải cắt làm 3 lần. Nếu mất 10 giây để cắt 3 lần, như vậy cô ấy cắt một lần hết 4 giây. Nếu muốn cắt bánh mì thành 5 lát, Fiona cần cắt 4 lần. 4 giây cho mỗi lần, tổng cộng là 16 giây. Trời, đầu tôi đang quay cuồng đây. Jack nhìn thấy một hàng bói toán ở dưới tầng hầm. Nơi này có thể tạo nội dung hấp dẫn cho vlog đấy. Vậy là anh ấy đi xuống cầu thang. Nhưng Jack vừa bước vào cửa hàng, mọi cửa ra vào và cửa sổ đều biến mất. Phù thủy độc ác đưa ra một thỏa thuận cho anh chàng. Mụ có hai lá bài giống hệt nhau. Một lá bài có ghi chạy trốn, và lá bài kia ghi cưới mị đi. Jack chỉ có thể chọn một lá bài thôi. Nếu chọn trúng chạy trốn, anh ấy sẽ được tự do. Còn nếu chọn phải cưới mị đi, thì Jack sẽ phải ở lại với mụ phù thủy đáng sợ này mãi mãi. Phù thủy không muốn anh có cơ hội trốn thoát, nên đã viết cưới mị đi trên cả hai lá bài. Jack đã đoán trước rằng mụ phù thủy sẽ chơi bẩn, nhưng anh vẫn thắng và trốn thoát. Anh ấy làm cách nào? Anh ấy chọn một lá bài và thả nó vào lò sưởi, rồi nói rằng mình nhỡ tay. Mụ phù thủy phải tiết lộ lá bài còn lại có nội dung cưới mị đi. Theo quy tắc, phải có hai lá bài khác nhau. Do đó, một phù thủy không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý rằng lá bài mà Jack đã chọn và đốt cháy là lá bài chạy trốn. Peter và Jack tiếp tục hành trình của mình. Đến tối, hai anh chàng nhìn thấy ba người quái gian này đứng cách bến xe buýt không xa. Họ chỉ có thể chọn một người thôi. Họ nên chọn ai? Cô gái xinh đẹp này là người sói. Hãy nhìn ngón chân của cô ấy đi. Vì là trắng tròn nên cô ấy đã biến đổi. Và người phụ nữ lớn tuổi có vẻ vô hại này lại là một tên tội phạm bỏ trốn. Hãy nhìn tấm áp phích treo ở trạm xe buýt mà xem. Đó là chân dung của bà ta. Về phần cậu trai này, nhìn vô hại đấy nhỉ? Đúng vậy, quần áo của cậu ấy nhìn như bị dính gì đó màu đỏ. Nhưng thật ra đấy là sơn, vì cậu là họa sĩ. Đó, có dụng cụ vẽ trong ba lô của cậu ấy kia. Người họa sĩ có tên là George đã kể cho hai anh chàng nghe về một nơi bí ẩn và hay ho khác. Người dân địa phương gọi nơi đây là ngôi nhà ma ám. Một tuần trước, George đã nghe thấy tiếng hét lạ phát ra từ bên trong. Anh ấy đi vào nhà kiểm tra và chỉ một phút sau đã bỏ chạy và la hét. Thứ gì đã dọa anh ấy đến vậy? Chân dung của chú hề đáng sợ này đang chuyển động. Jack và Peter quyết định khám phá ngôi nhà ma ám đó. Khi đi vào trong nhà, họ không nhìn thấy bức chân dung nào, nhưng họ nghe thấy tiếng hét phát ra từ tầng hầm. Họ đi cầu thang xuống dưới và tìm thấy một chiếc loa phát đi phát lại tiếng hét. Có một bộ trang phục chú hề trong tủ. Jack và Peter đã tìm thấy ba nghi can trong những người hàng xóm và chỉ hỏi họ một câu: bạn đã làm gì một tuần trước? Ông Daniel nói: tôi đi nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha trong 2 tuần. Hôm qua chúng tôi mới về. Jessica nói: da tôi rất nhạy cảm, còn lâu tôi mới vẽ mặt nạ chú hề, hỏng hết da mất. Về phần Henry, anh ấy nói rằng mình đã ôn bài 24/7 để chuẩn bị cho bài kiểm tra ở trường đại học. Ai đang nói dối? Jessica, Jack và Peter không nhắc gì đến chú hề, mà cô ấy chưa gì đã bào chữa. Hai anh chàng đến bệnh viện địa phương để quay cuộc phỏng vấn với một giáo sư nổi tiếng, bác sĩ Thompson. Nhưng trước tiên, ông phải giúp bốn người. Kay phàn nàn: tôi sợ bẩn. Một ngày tôi rửa tay cả 100 lần ấy. Kelly giải thích: tôi sợ độ cao. Tôi còn chẳng thể đi xe đạp nữa kìa. Fred phàn nàn: tôi rất sợ nước. Tôi còn không dám nhìn vào vòi nước. Còn Jenny khẳng định rằng cô ấy mắc chứng sợ không gian kính.
cô ấy luôn ngất xỉu trong thang máy. Bác sĩ Thompson biết chắc rằng chỉ một trong số những người này nói thật. Bạn có biết là ai không? Fred không thể sợ nước vì anh ấy nuôi cá trong bể ở nhà. Jenny sống trong một chiếc xe van nhỏ nên cô ấy không thể bị chứng sợ không gian kính. Và căn hộ của Kay quá bừa bãi đối với một người sợ bẩn và vi khuẩn. Do đó, Kelly nói thật vì cô ấy ngủ ở trên sàn, một điều bình thường đối với người sợ độ cao. Điểm dừng tiếp theo, hang động rùng rợn